Dương Mịch mỹ miều trong tạo hình mới của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, còn ai chê già hơn Cung Tuấn. Những hình ảnh mới nhất của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương gây sốt vì quá yêu kiều. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương với sự góp mặt của Dương Mịch và Cung Tuấn hiện đang là bộ phim nhận về nhiều quan tâm của khán giả mặc dù mới chỉ đang tiến hành ghi hình. Những hình ảnh mới nhất của cặp đôi diễn viên chính cũng liên tục được đoàn làm phim cập nhật. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền những hình ảnh của Dương Mịch trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo loạt ảnh mới, Dương Mịch xuất hiện với tạo hình đầy mới mẻ. Nữ diễn viên diện y phục cổ trang màu trắng có thiết kế khoét cổ khá sâu, tạo nên cảm giác hiện đại. Tạo hình này giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng nước da trắng sáng của mỹ nhân tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Trang phục cổ trang thiết kế khác lạ cùng lối trang điểm đậm dường như đã phát huy được hiệu quả khi giúp cho Dương Mịch toát lên vẻ xinh đẹp, kiểm diễm. Nhìn những hình ảnh này, không ít khán giả từng chê Dương Mịch đã quá thời phải quay xe khen trẻ trung, khí chất. Nhiều khán giả còn nghi ngờ về việc Dương Mịch sẽ không phù hợp khi ghép đôi với Cung Tuấn, này đã phải có suy nghĩ khác bởi với những tạo hình được tiết lộ gần đây. Cả hai chắc hẳn sẽ tạo thành một cặp đôi màn ảnh được yêu thích khi Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lên sóng. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa Tiểu Hồ Ly Đồ Sơn Hồng Hồng và Tiểu Đạo Sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ. Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, xe duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông Tơ bà Nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng. Hiện bộ phim do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.